Trước tiên thì em xin phép được một lần nữa đại diện tất cả các anh em nghệ sĩ kính gửi lời chúc mạnh khỏe đến gia đình của anh Thiện cùng tất cả quý văn khách thân thương của anh Thiện, lời chúc mừng mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Để tiếp tục chương trình, em sẽ quay lại chương trình hát những bài hát tân cổ và gửi tặng tất cả quý vị cùng với gia đình ba câu dụng cổ được trích trong một bài hát tân cổ cho duyên được mang tên Diễm Xưa. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Phản phất thương đêm
chắc cầu có phải mùi hương của loài hoa nhà ly thấy hương tóc người nở mộng chiều nào những tường đêm nào chấp dứt mê đường tơ dòng như lệ đứng chờ quen khỏe tình giai vượt ngày đã bằng đi nhạc cho hỏi thì tơ vì nó chưa chương trình một lần nữa em xin phép cùng với nữ nghệ sĩ Mỹ Tiên xin gửi tặng tất cả quý vị hai câu dân tổ được trích trong